Trước mắt của chú anh chị là nút giao thông giữa ngã tư Võ Văn Kiệt và đường An Dương Vương thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Gần với ngã tư này có một bất động sản đang có nhu cầu bán. Bất động sản này nằm trên đường mặt tiền Võ Văn Kiệt, hay còn gọi là đường Đại Lộ Đông Tây, nối liền giữa quận Bình Tân và quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản này với diện tích ngang 32, chiều dài là 20, tổng diện tích đất được công nhận là 630 m², khuôn đất đang rào tên đó thưa cô chú anh chị. Hiện trạng đất trống tiện xây dựng mới hoặc chia lô, nếu xây dựng mới thì xây dựng được cao tầng 2 hầm 12 tầng, chia lô thì được 7 lô với diện tích ngang 4,5, chiều dài 20. Về pháp lý thì giấy tờ chuẩn để giao dịch. Giá chủ đang chào bán là 98 tỷ, tương đương với 155 triệu trên 1 m², tương đương trực tiếp với chủ tài sản. Đối diện khuôn đất là dự án Kita Group, nhà hàng thì cưới Quay Palace đang xây dựng và các hãng xe lớn. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi thông tin thêm về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những bất động sản khác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.